cái đó là mai mốt mới có mới biết được. Mới có mới biết được. Chú tặng cho con cái này nè. Nhiều nè. Con thấy người ta ba mẹ chở đi học về á, mấy bạn bằng tuổi con á, được ba mẹ chở đi đến trường rồi chở về, rồi con phải ở trong đồng này, mình con cảm thấy mình tuổi thân không? Dạ Quỳnh Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì một bữa trưa có mặt tại một cái cánh đồng. Và như cô bác quý anh chị đã biết, trước đây khi mà Bùi Hồ chia sẻ về hình ảnh một cậu bé chăn vịt giờ 3 giờ khuya thì phải thức dậy lượm trứng mà kịp đếm cho lái, đó là cậu bé Biên. Biên, ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây về cái cuộc sống buổi trưa của Biên cho cô bác quý anh chị biết được luôn, cũng như là thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi cho Biên một cái món quà cực kỳ dễ thương luôn. Và đây là Biên. Buổi trưa nào cũng vậy, có khi thì Biên ngồi một mình như thế này giữa cánh đồng, có khi thì ngồi cặp mé đường, người ta chạy qua chạy lại á, thấy hình ảnh một cậu bé ngồi đây giữa giăng nắng giữa trưa để mà chăn vịt á, thì phải nói là rất đáng thương luôn. Và cuộc sống chăn vịt của những đứa trẻ trước đây ở miền Tây thì cũng khá là nhiều, không chỉ là riêng Biên. Thời đại bây giờ rồi, đối với cái tuổi Biên là tuổi ăn tuổi học thì không còn nhiều cậu bé chăn vịt giống như xưa nữa. Mà bây giờ thì Bin vẫn cuộc sống là một cậu bé chăn vịt. Để mà chia sẻ hình ảnh này, mời cô bác quý anh chị lại đây gặp Bin tí xíu ha. Bin ơi. Dạ. Trưa nay con ăn cái gì? Ăn cơm với thịt. Ăn cơm với thịt? Dạ. Ăn ở trong bọc nữa hay gì? Ăn ở trong hộp á. Ăn ở trong hộp hả? Dạ. Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi hả? Ngon không? Ngon. Dạ, mấy ngày nay mẹ có xuống thăm con không? Hôm bữa mẹ mới xuống. Hôm bữa mẹ mới xuống hả? Dạ. Rồi mẹ có cho tiền ăn bánh không? Mẹ mua đồ ăn cho ăn. Mẹ mua đồ ăn cho ăn. Dạ. Rồi trưa con có được ngủ trưa không Bin? Dạ không. Không ngủ trưa thì con có buồn ngủ không? Dạ. Có bao giờ con buồn ngủ rồi con buồn quá con dựa vô cái cây xoài này con ngủ luôn không Bin? Dạ không. Không có, có mẹ thì nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Là sao? Nhắm mắt mà không ngủ là sao? Nằm ở dưới nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Thật ra thì chú hôm trước mà đi quay con lượm vịt vào buổi tối á. Dạ. Qua ngày sau là chú ngủ gần như là nguyên một ngày luôn. Chú buồn ngủ quá mà sao con không buồn ngủ hay là con cố gắng? Ở trên giường hai con cũng thức khuya thức sớm á. Quen. Cho nên cũng không thấy buồn ngủ. Không thấy buồn ngủ. Dạ. Bao giờ mà có khi mà con lượm vịt lượm trứng vịt vào buổi tối á, dạ, cái tự nhiên cái mình cảm thấy giữa cánh đồng của mình ên mình, cái mình lượm lủi thủi mình cảm thấy mình sợ, mình buồn không? Dạ không. Thiệt không á? Thiệt. Sao không sợ? Thì không sợ. Nhưng mà cái động lực là nào làm cho con không sợ? Đi làm. Đi làm. Làm mấy tháng nữa nghỉ? Hay là dịch chạy đi đồng khác thì con sẽ đi theo chủ luôn? Đi theo chủ nhưng mà giờ là hết đồng rồi. Đi về Gò. Về Gò thì con có đi theo không? Có. Con đi theo hả? Dạ. Con vẫn giữ dịch, vẫn điếm tiếng dịch giống vậy luôn. Về Gò thì con nghĩ là sẽ chủ điếm. Chủ điếm, còn con? Con đổ thức ăn hả? Con chỉ đổ thức ăn. Thức ăn này là con đổ hả? Dạ. Bao này bao nhiêu ký? 25 ký con chia ra. Con chia ra. Còn mà con bưng một bao luôn thì con bưng được có một khúc à. À. Mà con bao nhiêu ký mà con bưng được 25 ký? 27 ký. Con 27 ký à? 27 ký ginh bao thức ăn, 25 ký con chia ra. Dạ. Ôi trời ơi. Người ta nói là Bin rất là đẹp trai, nhưng mà mấy ngày qua thì tự nhiên người ta thấy nhìn kỹ lại Bin đen quá. Là sao con đi ra đồng con không mặc áo tay dài hay sao? Con lâu mới mặc hả? Chừng nào ra mới mặc. Nào ra mới mặc ha. Dạ. Nhìn mặt đẹp trai lắm cô bác anh chị, rất là dễ thương luôn. Ngồi đây mình trương mình có giữa đồng mà không ai nói chuyện với mình buồn không? Cũng có. Cũng có hả? Mà giờ hơi quen. Giờ hơi quen hả? Lâu lâu qua bển rủ bạn ra đây chơi. Dạ. Chiều nè, con thấy người ta ba mẹ chở đi học về á, mấy bạn bằng tuổi con á, được ba mẹ chở đi đến trường rồi chở về, rồi con phải ở trong đồng này, mình con cảm thấy mình tuổi thân không?
Dạ. Con có bao giờ con buồn mẹ của mình tại sao bỏ mình đi chăn dịch mình ơn không? Dạ không, cái này con tự nguyện đi. Con tự nguyện đi. Chú nghe ở trên mạng bình luận á, là nói là mẹ con á, thì trong giấc ngủ ngon lành con thì phải 3 giờ khuya con thức dậy con lượm trứng. Rồi người ta nói mẹ con này kia thì con buồn không? Dạ có. Sao buồn? Thì người ta nói mẹ con. Con buồn mẹ con hay là con buồn người ta? Buồn mẹ con. Sao con buồn mẹ con? Do người ta chửi. Con buồn người ta chửi mẹ con đúng không? Dạ. Đúng không? Thì nếu như mà con có lời nào con nói lại với người ta thì con sẽ nói như thế nào? Con cũng không có xin lại. Ừ. Mà cái công việc này là do tự con muốn mà mẹ con đâu có bắt con đi đâu đúng không Bi? Dạ. Tự con thích con làm gì đúng không? Dạ. Chủ lúc mới đầu là người ta kêu con đi rồi con xin mẹ, mẹ không cho. Ừ. Rồi con xin hoài rồi người con ta... xin sao con thuyết phục mẹ con nói sao? Thì con nói là mẹ cho con đi chăn dịch đi, ngày nào cũng nói. Ừ. Xong rồi chủ rồi ăn rồi người ta cũng kêu mẹ con xin mẹ con lên, xong rồi người ta nói là chăn thì cho biết nhà luôn, đó là mẹ mới đồng ý. Ừ. Có nghĩa là nếu như mà chăn mẹ phải biết nhà chủ dịch ở đâu thì mẹ mới đồng ý. Dạ. Đúng không? Thì lúc đó thì con đi chăn dịch cái ngày đầu tiên mà xuống ngủ ở giữa đồng mình ơi thì con thấy như thế nào? Thấy không quen lắm. Không quen lắm. Có khóc không? Dạ có. Khóc hả? Dạ dạ. Không có khóc nữa. Khóc sao? Nói đi, nói chú nghe. Sao dạ. Khóc? Sợ ma đúng không? Không có quen. Không quen ngủ... chứ? Thì lúc trước ngủ trong nhà có quạt mà ra ngủ không có hay quen. Ừ. Xong giờ hơi giờ quen rồi. À, lúc trước là ngủ chung với mẹ hay là ngủ chung với lại em Ti? Ngủ chung mẹ với em. Không quen gì là không quen có mẹ hay là không quen cái cảnh ngoài trời? Không quen mẹ. Không quen có mẹ hả? Dạ. Rồi có khóc không? Khóc có. Nguyên đêm luôn đúng không? Khóc có chút xíu rồi. Chú nghe mẹ nói là con khóc nguyên đêm luôn. Khóc có chút xíu rồi. Ừ. À, Bin dùng một cái từ rất là dễ thương đó là không quen. Không quen vì nhớ nhà, rồi ngủ chung với mẹ quen rồi, bây giờ tự nhiên ngủ có mình ên à, rồi giữa đồng nữa, ủa ngủ với chủ chứ đúng không? Dạ. Mà giữa đồng nữa rồi thiếu cái hơi ấm của mẹ thành nữ là Bin khóc luôn, đúng không? Nhưng mà giờ hết rồi. Bây giờ còn khóc không? Không. Vì có mấy chú lại chơi với con nhiều quá trời luôn mà, đúng không? Dạ. Giờ hết khóc luôn rồi. Dạ. Giờ còn nhớ nhà không? Hơi. Khi nào về thăm nhà? Con nãy lâu lâu mới về. À, thưa với cô bác anh chị, Bùi Hồ chia sẻ thêm một lần nữa là cuộc sống của Bin là bắt đầu từ 3 giờ thức dậy lượm trứng. Lượm sớm thì sẽ vô mùng ngủ thêm tí xíu nữa, khi mặt trời lên thì sẽ thả dịch ra. Thả dịch ra thì Bin phải đổ thức ăn ra phụ với lại chủ. Rồi sau đó là trưa thì chủ sáng với trưa thì chủ sẽ đem thức ăn cho Bin. Rồi sau đó ăn ở đây đến chiều. Chiều là lùa dịch xong là con phải ăn cơm xong là con phải trải gom qua cho con dịch nó đẻ đúng không Bin? Ủ gom. Ủ gom hả? Gom đó là con tự gom trải ra ngày nào cũng trải mới lại hết. Do trời mưa mình mới cuốn gom lại. À. Rồi không mưa thì cứ để đó cho nó đẻ tiếp. Dạ. Ừ. Chiều là lại nhà chủ ăn cơm. Dạ. Buổi sáng với buổi trưa thì ăn cơm ở giữa đồng như thế này. Thật ra thì như lúc nãy Bùi Hồn có chia sẻ đó, trước đây á, khi mà đường xá còn khó khăn cũng như là về nguồn thông tin đó nó cũng còn ít ỏi á, thì cô bác anh chị biết là lúc đó là cũng có rất là nhiều cậu bé chăn dịch giống như Bin nha. Thậm chí là khi mà anh Hợp có chia sẻ trước đây, anh cũng có từng chăn dịch, nhưng mà ít người chia sẻ để hiểu thêm những cái hoàn cảnh những cậu bé như thế này. Bây giờ thì do thời buổi là đây là thời đại của công nghiệp mà việc ăn việc học nó quan trọng để có thể thay đổi được một cái tương lai. Bin thì bây giờ giống như mình nhìn Bin giống như hồi năm thập niên 90 cô bác anh chị, cảnh dịch chạy đồng nhá, thành nữ là thấy thương, tại vì thương vì cái số phận của Bin không được đi học giống như bao đứa trẻ khác, mặc dù thời đại này cái việc ăn học nó phổ biến lắm rồi. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ lấy cái hộp cơm mà Bin ăn cho cô bác anh chị với lại buổi sáng cho cô bác anh chị biết ha. Đây. Cơm này chủ mua cho con hả Bin? Dạ. Cô mua. Dạ, đây là của cô bác anh chị. À.
Này là canh hả con? Dạ canh. Này là chú coi cái ha. Dạ. Này là thịt nướng với lại trứng đúng không? Dạ. Này canh. Cái này là cơm. Cơm. Cơm này cơm trưa hả Bin? Cơm trưa. Con ăn tới hai phần hả? Dạ. Đây cơm thêm bỏ vô hai cái bọc. Sáng con ăn gì? Sáng ăn cơm với thịt với trứng. À, cái bối cảnh của cô Bin ăn đó, cô bác của anh chị biết không? Ở đây có nhiều cái môi trường nó tác động vô cái bữa cơm của Bin nhiều lắm. Thậm chí đây thấy rất là nhiều ruồi. Vì một phần mấy con vịt đó nó ị ở trên này, trưa nó lên đây nó nghỉ ngơi, nó ị trên này đấy cũng mà cũng hôi lắm. Mà nhưng mà vì cuộc sống mà Bin cũng phải cố gắng. Chú treo đây hả? Dạ, chú treo bên kia nó không có kiến chứ. Dạ hả? Dạ. Nè treo đây. Biết không? Cô bác bên chị thấy Bin không? Còn không treo bên kia nữa, cái cây đó nó không có kiến. Còn treo bên đây thì cái cây nó bị kiến. À, anh thử là bùi hồ á thì cũng thật ra thì muốn giúp gia đình của Bin, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì gia đình của Bin không có một cái mảnh đất nào cả. Rồi nhà thì ở nhà thuê vậy thì không biết là mình sẽ giúp bằng cách nào. Và chỉ ao ước rằng là một ngày nào đó Bin sẽ được đi học một cái nghề, rồi lúc vừa học vừa có lương để có bằng tương đương với cái số tiền nuôi dịch để gửi cho mẹ và có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Tại vì Bùi Hồ cũng ngậm ngùi khi mà thấy hình ảnh của Bin vậy á. Cô bác của anh chị mà ai cũng đã từng có con, mình thấy so sánh giữa con mình và Bin, cô bác của anh chị sẽ chảy nước mắt về một cái cậu bé với thân hình nhỏ nhắn nhưng mà ở trong cái cơ thể đầy nghị lực và ý chí ha. Ngày hôm nay chú đến đây chú tặng cho con món quà. Dạ. Con biết chú tặng gì không? Ừ. Hả? Không biết. Không biết hả? Dạ. Con thích gì? Ừ. Hả? Con thích nuôi vịt hay gì? Dạ. Con thích sau này trở thành chủ vịt hay sao? Ừ, không. Hả? Không biết nha. Cái đó là mai mốt mới có mới biết được. Mới có mới biết được. Chú tặng cho con cái này nè. Dạ. Đố con cái gì? Cái điện thoại. À. Cái này là phần quà của cô Phấn ở Úc gửi cho con. Dạ con cảm ơn cô Phấn ở Úc. Dạ cô bác của anh chị thì bây giờ Bùi Hồ cũng vào một cái cửa hàng Thế Giới Di Động để mà thay mặt cho cô Phấn ở Úc mua cho Bin một cái điện thoại để em có thể gọi điện kết nối với mẹ của mình mỗi khi nhớ gia đình. Đây là một cái phần món quà tinh thần rất là dễ thương ha. Và điện thoại là như thế nào thì mời cô bác của anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong. Chào em. À, đâu cái điện thoại nào đâu Linh? Ở đây. Cái điện thoại này là bao nhiêu tiền Linh ơi? Dạ giá nó là 2.7 triệu, hôm nay nó giảm cho mình còn 2 giảm 600 còn 2.19 triệu á. 2.19 triệu hả? Dạ. Nào. Cái điện thoại thì đối với Bin á, một là sống ở xa nhà, hai là tuổi trẻ còn nhỏ, anh thành nữ là không có mua cái điện thoại mất tiền. Mà mua cái điện thoại nó cũng rẻ tiền thôi. Hiệu dạ. Hiệu Redmi 2 triệu mấy? 2.790.000 giảm 600 còn 2.190.000. À cái này là 2.190.000 coi đây. Như là 2.200.000. Ở nhìn dễ thương không? 2.200.000. Cái điện thoại này thì nghe Linh nói thì nó pin cũng 5.000 anh. Pin thì lâu. Nhưng mà cái lướt web á thì cái nó bị chậm. Nhưng mà mục tiêu của Bùi Hồ là cho pin gọi Zalo nè. Dạ. Rồi để mà gọi thoại thôi. Còn cái việc lướt web thì ảnh hưởng đến cái việc mà hàng ngày của Bin đó là chăn dịch nữa. Nên thành thử là Bùi Hồ chỉ lấy cái này thôi. Cũng dễ thương hai cô bác của anh chị. Dạ. Bây giờ bỏ vô hộp cho anh. Chỉ cần vậy thôi. Bùi Hồ nhắc lại là đây là cái phần hỗ trợ 4 triệu đồng từ cô Phấn ở Úc. Bùi Hồ sẽ mua cái điện thoại này khoảng 2.190.000. Còn cái phần SIM á, thì nữa làm sao? Bao nhiêu tiền á, thì Bùi Hồ sẽ gửi lại cho mẹ của Bin để trang trải cuộc sống ở trong gia đình. Rồi hôm nay thì cũng nhận thêm một cái phần hỗ trợ của em Châu, hỗ trợ cho Bin là 300.000. Thì cái số tiền đó thì Bùi Hồ sẽ gửi cho Bin để mà mua đồ ăn những lúc mà thức ăn giặt đi ngang á. Em ăn rồi đỡ cử trưa khách á. Đây. Cài lâu không? Cài gầm em một xíu à. Ừ. Cài để có thể tải được những cái ứng dụng của cô bác. Zalo Facebook đó, những ứng dụng cơ bản của anh. Ứng dụng Zalo Facebook thì để anh cài cho, để cho biết cài sao cũng được. Rồi vậy em tạo cái mail cho mình, em mở màn hình lên cho mình rồi kiểm tra test âm lượng được ha. Ừ.
Đây là cái phần tiền của cái điện thoại 2.1 triệu 90.000. Thì Bin nói cái điện thoại này được giảm giá đó cô bác anh chị. Cho khoảng 2.7 triệu hả Bin hả? 2.790.000 anh giảm lên 600. 2.790.000 giảm 600.000. Bây giờ sẽ thanh toán cho Linh. Kêu Bin quen với kêu em thành kêu Bin luôn nha. Dạ. Đây bị liệu rồi. Mở ra coi. Ủa sao mở? Thì con tự mở đi, điện thoại của con mà. Cái điện thoại này mới hả cũ Bin? Mới. Mới, đã không? Đã. Vui không? Vui. Cười à. Vui sao nói chú nghe ơi. Có điện thoại. Có điện thoại, có điện thoại để làm gì? Gọi cho mẹ. Để gọi cho mẹ. Mừng không? Dạ mừng. Mừng nhiều không? Rồi gỡ cái hết. Gỡ ra hết. Gỡ cái đó ra luôn. Chào. Chúc mừng Bin nha. Trời ơi, biết sử dụng không? Dạ biết. Khóc luôn hả dạ? Mũi cắn. Mũi cắn. Kiến cắn. Ở trong đây có cái cục sạc với lại cái cọng dây này nha Bin. Ở con đừng gỡ này ra, để nó đi. Thì nữa dán lại. Đã không? Dạ. Cái cục cái điện thoại này nó tới pin của nó tới 5000 mAh nên là nữ lâu hết pin lắm. Đó, này chừng nữa hết cái con sạc vô. Đó, có Zalo luôn nghe không? Dạ. Chừng nữa có nói với mẹ á, đăng ký mua cho con cái sim. Ha, yeah. Bây giờ có cái điện thoại rồi, đưa cho cô bác Duy Vinh chị coi coi. Quà mới. Cầm hai tay. Vinh nói là sao? Vinh nói là cảm ơn sao? Cảm ơn cô Phấn ở bên Úc. Úc. Cho mua cho con cái điện thoại. Con vui vậy, con vui, con nói cái cảm xúc của con coi. Bất ngờ với vậy. Không biết nha. Không biết. Sao không biết? Ai đi chăn dịch mà có điện thoại gì xịn quá vậy? Dạ. Đi chăn dịch gì có điện thoại gì xịn quá vậy? Con không biết điện thoại gì nữa. Con biết điện thoại gì? Cho cái này con thấy đẹp không hay là cần đổi cái mắt tiền hơn? Dạ thôi, cái này được rồi. Đổi cái mắt tiền hơn đi. Thôi. Sao hả? Tốn tiền cô. Tốn tiền cô hả? Dạ. Bây giờ trong túi còn được nhiêu tiền? Còn 100 mấy. Trăm mấy hả? Dạ. Mấy chú cho hay vậy? Mấy chú cho. Mấy chú cho con hả? Dạ. Ngày hôm nay thưa với cô bác quý anh chị, ngoài việc mà cô Phấn ở Úc á gửi cho Bin một cái điện thoại, cô gửi cho Bùi Hồ là 4 triệu đồng, thì Bùi Hồ sẽ mua cái điện thoại này là 2.190.000. Còn bao nhiêu tiền á thì Bùi Hồ sẽ gửi cho mẹ của Bin khi gặp được mẹ của Bin. Vì đối với cái tuổi của Bin đó nhỏ quá không thể giữ tiền được ha cô bác quý anh chị. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là chị Châu, em là em Châu gửi cho chú kêu bằng em thì con kêu bằng bằng chị cô đi. Cô dạ. Chú kêu là cô Phấn thì con phải kêu là bà ha. Dạ. Gửi cho con 300.000. Dạ. Cái này phần này là chú muốn gửi riêng cho con ví dụ con chạy ngang á người ta có bán nước mía hay là trà đường gì đó thì con mua con sử dụng. Dạ. Cất cho kỹ. Con gì con không nhớ tên. Cô Châu. Cô Châu. À. Con cảm ơn cô Châu cho con 300.000. Vậy là chú con chia cho lại cái chú cái điện thoại này đi. Rồi. Sao hả? Hả? Dễ dạy. Dễ dạy. Ai? Con đi có dầu không? Dạ. Con đi động có giờ đau bụng có thường hay đau bụng như gì không? Ít. Đau bụng. Mà có không? Đau bụng thì con sẽ làm gì? Đau lắm. Không đau lắm hả? Dạ, chỉ hơi hơi thôi. Nè, đây là mấy cô chú ở nước ngoài gửi tặng cho con chai dầu. Dạ, chai dầu lạ gì vậy? Chai dầu lạ vậy hả? Chai dầu gì lạ? Có thấy chai dầu màu xanh không mà, này màu trắng. Mở ra coi, để tiện đi đi. Mở ra đi. Cái tay bé xíu xíu à, ốm lắm, gầy. Nơi nghỉ trưa của Bin nó đơn giản lắm, chỉ là một cái bao thức ăn thôi. Tại vì Bùi Hồ muốn kêu Bin mở là vì không biết mở thì sẽ không bao giờ mở được đâu. Nó phải dặn vô xây qua. Rồi sức thử rồi. Đau bụng thì sức ở trán đúng không?
chứ cả bụng. Chứ tưởng đâu là đau bụng xíu hết trơn. Đau ngửi ra thơm không? Nhận số. Con nhận số, đúng rồi. Thơm. Thơm hả? Nhớ là cắt bỏ vô cái những cái sọt đồ của mình á. Để khi nào mình có đau bụng á, mình lấy ra mình sức. Dạ. Mừng không? Mừng. Nay pin được quà quá trời luôn rồi. Dạ. Con biết sao mà con được mọi cô chú ông bà thương không? Hả? Biết sao không? À, không biết hả? Có tiền này nè, có điện thoại nè, rồi có dầu nữa. Bữa nay mừng dữ không? Có. Hả? Mừng sao? Rất ngại. Hả? Gì? Nói gì? Không. Gì mất cỡ hả? Dạ. Ngại. Ngờ nó bất ngờ quá. Không có nghĩa là xúc động rồi nói không nên lời luôn đúng không bé Vin? Dạ. Con biết sử dụng điện thoại này không? Không biết. Biết không? Ừ. Biết không? Dạ. Mai á, khi mà mẹ có xuống á, thì nói mẹ chở đi dán cái điện thoại này lại. Vì chú đi công việc hơi lô bu, nên là nữ là chú mua muốn để cho con khui cho nó mới luôn ha. Dạ. Nghĩa lại mua cái sim để vô để có thể gọi cho mẹ được. Đâu kéo lên rồi mở ra thử coi. Đó, vô wifi coi YouTube này. Để chú kết nối wifi thử cho con coi YouTube thử nha. Dạ. Đây. Biết chú tên gì không? Bùi Hào. Hả? Chú Bùi Hào. Chú Bùi Hào sao biết hay vậy? Chú chỉ. Hả? Thì chú. Người ta kêu chú là phụ hồ không à. Đấy, để Bùi Hồ vô để cho coi YouTube cho Bin biết ha. Kênh YouTube của chú là tên là gì biết không? Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. TV hay là TV? TV. Vậy nghe nói Bùi Hồ TV hết hồn. Đây. Cái điện thoại này phục vụ chức năng chủ yếu đó là nghe gọi nè. Rồi gọi Zalo nè. Nhớ chú dặn nè. Điện thoại này để gọi mỗi khi nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ em. Không được sử dụng để chơi game. Không được sử dụng để coi những thứ không cần thiết. Vì công việc làm của mình chủ yếu là chăn dịch kiếm tiền nuôi mẹ của mình. Điện thoại chỉ là một cái thiết bị để con gọi về gia đình thôi. Dạ. Không cần thiết thì con sẽ bỏ vô một cái túi áo khoác của con và kéo cho nó cẩn thận, rớt xuống nước là hư. Dạ. Bùi Hồ rất là đắn đo giữa việc mua một cái điện thoại gọi là điện thoại cùi bắp, điện thoại phím á, so với điện thoại cảm ứng này. Tuy nhiên thì sau khi xem xét lại á, thì Bùi Hồ nói thấy là gọi Zalo thấy hình để mẹ Bin có thể gặp được Bin nè. Nó không cần điện thoại quá mắc. Mà nhưng mà gọi điện thoại này á thì sợ rớt nước là hư. Nhưng mà con phải giữ cẩn thận nha. Dạ. Đừng có coi những thứ gì hết á, hiểu không? Tối rảnh mở YouTube lên coi thôi. Coi phim hoạt hình. Hả? Coi phim hoạt hình. Coi phim hoạt hình. Coi phim hoạt hình cũng giải trí cũng được, thì ở giữa đồng cô bác anh chị. Chứ đừng có coi cái điện thoại mà bỏ mấy con vịt, mấy con chó nó gượt một cái là chủ vịt đuổi là mất cá luôn nha. Dạ. Hả? Có không? Hứa với chú thì sao? Hứa với chú à. Hứa với chú, hứa với bà Phấn nữa. Hứa với chú với bà Phấn ốp là con không điện thoại. Ừ. Không ai điện thoại. Con không mời điện thoại. Dạ. Mời điện thoại bỏ chăn dịch là hai mấy mẹ con là mai mốt là không có ở trọ luôn, ra ngoài đường ở luôn á. Dạ. Có tiền đâu trả nữa người ta, chủ dịch không cho có tiền đâu trả nữa. Dạ. Đúng không? Cái điện thoại này cũng đầy đủ chức năng hết à. Đó, cũng vừa hồi đang cập nhật cái ứng dụng của YouTube lại á. Đó. Nên là nữ là nó cũng đang chạy gần xong rồi. Đó. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng thành thật là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Bùi Hồ trong suốt thời gian qua. Cũng cảm ơn ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng cảm ơn cô Phấn ở Úc đã ủng hộ cho bé Bin cũng như là đồng hành với Bùi Hồ. Cảm ơn em Châu cũng đã gửi một cái phần quà để cho bé Bin có thể là có tiền để mà ăn nhặt vào mỗi buổi trưa cho đỡ buồn. Đúng không Bin? Con A12. Ờ biết đọc chữ á, mới có lớp 2 mà biết đọc chữ luôn á. Biết không? Biết đọc chữ không? Biết. Biết hả?
giỏi không? Có nhà nghèo tự 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 phấn đấu, tự biết đọc chữ luôn, biết đọc Give Me A12, đọc mấy cái chữ này thôi. Mấy chữ nước ngoài đâu biết đâu. Cài đặt nó lâu quá. Dạ. Nhưng mà để đó nữa coi là được rồi ha. Thôi mình là bây giờ chú muốn nghe con nói một lời nữa với tất cả các ông bà cô chú đã ủng hộ con nè ha. Rồi nói hôm nay nói lời cảm ơn cô bà Phấn ở Úc với lại cô Châu. Cảm ơn bà Phấn với cô Châu. Vậy tất cả mọi người. Tất cả ông bà. Tất cả ông bà. Ừ, cô chú. À, giúp đỡ cho gia đình con. Ừ. À. Đã giúp đỡ cho gia đình con bớt giàu ha. Bớt nghèo. Vậy? Bớt nghèo chứ không phải bớt giàu. Nhà con đang giàu hay đang nghèo? Nghèo. Hả? Nghèo. Nghèo. Vậy là giúp đỡ cho gia đình con sao nó lại bớt giàu? Bớt. Ủa? Vậy? Bớt nghèo hay bớt giàu? Thì con tự nói đi. Bớt nghèo. Bớt nghèo. Gia đình nghèo dữ chưa? Hả? Ừ. Không nghèo lắm. Không nghèo lắm. Nghèo sao mới gọi là nghèo lắm? Không biết hả? Hả? Sao mới gọi là nghèo lắm đó chú Hồ nghe? Có YouTube vậy? Đúng rồi, chú đã cập nhật cho con sẵn. Chú sợ con không biết làm. Ai? Coi thử ai? Con. Này được lên mạng rồi. Đúng không? Đây, coi được YouTube nè cô bác anh chị. Ha. Vin nè. Rồi, coi nhiều chừng nữa buồn buồn thì coi nha. Dạ. Nữa mua cái sim nữa là xong. Rồi, cảm ơn cô Phấn đã giúp cho gia đình của bé Bin bớt giàu. Dạ. Mười Hồ muốn chia sẻ cái câu chuyện là gia đình của bé Bin bớt giàu bớt nghèo. Thật ra là cái tuổi của Bin á giống như một cái tờ giấy trắng á, mình vẽ những cái nét mực gì lên đó thì bé Bin sẽ như vậy, nên là nữ là sẽ làm sao cho cái cuộc sống của bé Bin ngây thơ nhất ở cái tuổi này có thể. Bé Bin biết suy nghĩ để giúp gia đình, đó là một cái nghĩ lực rất là tốt rồi, và mong rằng từ đây vào về sau cuộc sống của bé Bin nó cũng sẽ bình dị trôi như vậy nè, cũng sẽ lạc quan như vậy và cũng sẽ ngây thơ như vậy. Nhớ là tập trung vô chăn dịch nha. Dạ. Rồi một lần nữa thì hả? Đang ngắm mấy con vịt vô ao kìa. Ngắm gì mấy con vịt vô ao mà ngắm? Thì con đợi quay xong thì con mới đi đuổi. Dễ thương nghe không? Rồi một lần nữa thì vừa hồi xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân rất là nhiều. Chân thành cảm ơn cô Phấn ở Úc đã hỗ trợ cho bé Bin cũng như là đồng hành với Bùi Hồ. Cảm ơn em Châu đã hỗ trợ phần quà cho bé Bin. Và bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.